Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật 14 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 18 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của quyết định số 39 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025. Trong đó, Ủy ban Dân tộc thực hiện đầu tư các trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh phí phân bổ không quá 43% tổng số vốn tiểu dự án. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đầu tư các trường Đại học Tây Bắc, Đại học Tây Nguyên, Hữu Nghị T78, Hữu Nghị 80. Kinh phí phân bổ không quá 49% tổng số vốn tiểu dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện đầu tư trường Đại học Tân Trào, kinh phí phân bổ không quá 9% tổng số vốn tiểu dự án. Thưa quý vị, giá xăng trong nước hôm nay dự báo có thể giảm từ 300 đến 400 đồng một lít. Nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn, mức giảm có thể ít hơn hoặc giữ nguyên. Theo quy định, ngày 1 tháng 7 là ngày điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ nên kỳ điều hành giá mới sẽ được dời sang hôm nay. Gần đây, giá dầu thô tăng giảm đang xen, nhưng nhìn chung là giảm nhẹ. Đây là cơ sở để giảm giá xăng dầu trong nước. Trong 6 tháng đầu năm, giá xăng dầu trong nước giảm 18,27% theo biến động của giá thế giới, tác động làm CPI chung giảm 0,66 điểm phần trăm. Với việc giá nguyên liệu cà phê tăng 200% so với hồi đầu năm, hiện nhiều chủ cà phê nhỏ đã rục rịch tăng giá bán khoảng 10%. Theo tính toán, chi phí nguyên liệu chiếm khoảng 20-35% trong ly cà phê, tùy theo mô hình kinh doanh của từng chuỗi. Tăng 10% nên với một ly cà phê mang đi tại những cửa hàng nhỏ, giá bán sẽ được điều chỉnh tăng khoảng 1.000 đồng. Giá cà phê nguyên liệu lên cao nhất trong vòng 15 năm qua. Hiện giá mua nguyên liệu cà phê từ các nhà rang xay ở mức khoảng 120.000-135.000 đồng một ký. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết xuất khẩu gạo 6 tháng đạt 4,2 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ. Giá gạo xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm đạt 517 đô la Mỹ một tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nửa đầu năm nay, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc tăng gần 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Từng mua rất ít gạo Việt, năm nay Chile và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mua 28 và 132 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin giáo dục. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh tự do đã đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét tuyển. Theo đó, những thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông trung cấp không tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 mà chỉ dự tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm phải đăng ký tài khoản cá nhân sử dụng để đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 2023. Từ 10 tháng 7 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh tiến hành đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo. Khi đã có tên trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm và được các cơ sở đào tạo đưa lên hệ thống, nếu thí sinh lựa chọn và muốn chắc chắn trúng tuyển ngành nào thì thí sinh chỉ cần đăng ký ngành đó ở nguyện vọng 1. Việc đăng ký khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa thường trú, hỗ trợ mai táng sẽ thực hiện liên thông trên cổng dịch vụ công quốc gia từ 10 tháng 7 tới đây. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, để triển khai việc này, hơn 500 lãnh đạo cán bộ của các bộ ngành như Tư pháp, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương đã được tập huấn nghiệp vụ, quy trình giải quyết liên thông điện tử với hai nhóm thủ tục hành chính như trên. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật 14 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.